Xin chào tất cả các bạn, mình là Thanh Trúc, là Phật tử, là thành viên trong nhóm cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Hôm nay mình xin được chia sẻ về quá trình ăn chay trường của mình cho các bạn được biết. Mình bắt đầu ăn chay trường kể từ đầu tháng 5 của năm 2020. Tính đến nay, giờ là mình ăn chay được 1.5 năm rồi. Lý do mình ăn chay là mình phát tâm Bồ Đề chép kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện để hồi hướng cho cửu nhất tổ, gia tiên nhà mình, hai họ và các vị oan sai trái chủ từ nhiều đời nhiều kiếp trước cho đến nay. Mới đầu mình chỉ phát tâm ăn chay trong khoảng thời gian mình chép kinh. Đầu tiên mà bảo tự nhiên ăn chay thì khó ai mà ăn được, vì đã được nghe hội an sĩ toàn thư giảng giải là có ăn chay và giữ thân tâm thanh tịnh để chép kinh thì mới tiêu trừ nghiệp chướng vào hướng được cho các cửu nhất tổ và oan gia, nên mình đặt quyết tâm ăn chay lên hàng đầu. Trong thời gian đó, lúc nào mình cũng tâm tâm niệm niệm giữ cho thân khẩu ý trong sạch thanh tịnh để công phu chép kinh Địa Tạng. Theo đà đấy, dần dần mình thành quen và chuyển sang ăn chay trường luôn từ đó cho đến nay. Kinh nghiệm ăn chay trường của mình thì không có gì là khó khăn cả, mà chỉ đơn giản là bảo vệ sức khỏe, thứ hai là thanh lọc cơ thể, và thứ ba là phát khởi lòng từ bi yêu thương đến cả chúng sinh muôn loài. Vậy là mình thực hiện được thôi các bạn ạ. Trải qua một thời gian mình trường chay, mình cảm thấy sức khỏe ngày càng được cải thiện rõ rệt, khỏe mạnh hẳn lên hơn trước kia rất nhiều, tinh thần luôn nhẹ nhàng, thoải mái, an vui, lòng thư thái lắm các bạn ạ. Trên đây là một chút kinh nghiệm của mình muốn chia sẻ đến các bạn, mong giúp ích được cho các bạn ít nhiều. Bây giờ mình xin giới thiệu cho các bạn một món chay mà mình đã tự làm ở nhà. Thì mình có chuẩn bị một quả cà rốt, 2-3 quả dưa chuột với củ hành, ít gừng và ít giò chay, nấm, cà chua và dưa chuột với ít mùi ta về thực hiện. Thì cái bước đầu tiên thì mình cứ thái gừng, rửa đi, gọt đi, thái và thái nhỏ, sau đó rửa hành, gọt hành, rồi là thái nhỏ, cũng thái nhỏ cả cà rốt và dưa chuột thái nát, cà chua thái nát, và giò cũng là thái hình quân cờ nhỏ. Rồi cuối cùng mình bước đầu tiên là mình đem xào gừng lên với cà rốt, rồi sau đó bắc cơm ra bỏ vào và đảo với này, đảo lẫn với gừng và cà rốt, cho ít gia vị, thêm ít gia vị súp hoặc cà loa và súp vào cho nó đậm đà giữa cơm với lại gừng cà rốt. Và thứ ba là mình cho thêm hành tây vào, cho thêm nấm hương vào nữa, đảo đều lên. Khi nó gần quyện với nhau và chín rồi, mình cho thêm chút gia vị tiêu bắc vào cho nó dậy mùi, cho nó thơm. Khi mà các thứ đã chín đều và thơm rồi thì bắt đầu là mình bắc ra thì cho vào đĩa, bày lên, cho một ít hành, chút ít mùi ta lên, và các bạn cần thì cho thêm ít lát dưa chuột và cà chua bên ngoài, cho thêm phần hấp dẫn và bắt mắt và trông nó ngon miệng. Mình thì mình bày đây thì nó đĩa hơi nhỏ cho nên là mình không bày cà chua với dưa chuột được, mình sẽ để bên ngoài để ăn thêm. Các bạn cứ thử làm đi, ăn thì nó cảm thấy sẽ rất là thú vị và rất là dễ ăn và ngon. Video quay lại lúc hai mẹ con mình thực hiện món chay hôm nay, các bạn có thể xem để tham khảo và thực hiện tại nhà. Chúc các bạn thành công. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Giác Mô Ni Sô Hồ.